Các em thân mến, vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phương án thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Theo đó, hầu hết các môn thi sẽ chuyển từ hình thức thi tự luận sang thi trắc nghiệm. Đặc biệt là môn toán, đây là năm đầu tiên chúng ta làm bài thi môn toán dưới hình thức thi trắc nghiệm. Trước những thay đổi đó, tuyển sinh 247.com đã nhanh chóng kịp thời cho ra mắt các khóa học mới để đáp ứng tốt nhất những yêu cầu kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển sinh 247.com tự hào là trang luyện thi trực tuyến duy nhất có đầy đủ 8 môn học: toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa và tiếng Anh. Đồng thời, đây cũng là nơi hội tụ của những giáo viên tinh hoa, những người thầy, người cô giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, vững vàng về chuyên môn và có phong cách giảng dạy hiện đại, đồng thời không ngừng đổi mới để bám sát nhất những xu hướng đổi mới trong thi cử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để giúp các em học sinh trong cả nước được tiếp cận với các khóa học luyện thi theo hướng mới, tuyển sinh 247.com tổ chức chương trình khuyến mại cực sốc. Đó là chương trình giảm tới 50% học phí tất cả các khóa luyện thi Trung học phổ thông quốc gia các môn toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa và tiếng Anh. Chương trình sẽ diễn ra duy nhất một ngày, ngày 30 tháng 9 năm 2016. Như vậy, để đăng ký các khóa học có trị giá 599.000 đồng, các em chỉ cần nạp tiền vào tài khoản 300.000 đồng. Để đăng ký các khóa học trị giá 399.000 đồng, các em chỉ cần nạp vào tài khoản 200.000 đồng. Và khóa đảm bảo sẽ có giá trị bằng tổng giá trị của các khóa lẻ với giá mới sau khi đã được giảm 50%. Các khóa học sẽ cung cấp cho các em đầy đủ những kiến thức, kỹ năng và chia sẻ rất nhiều những bí kíp để có thể giải nhanh các bài thi trắc nghiệm. Vậy làm thế nào để có thể tham gia học trên tuyển sinh 247.com với giá cực rẻ như vậy? Rất đơn giản, các em chỉ cần làm theo 4 bước. Bước thứ nhất, đăng nhập vào tài khoản. Nếu các em chưa là thành viên của tuyển sinh 247.com, vui lòng chọn phím đăng ký ở góc trên bên phải của màn hình. Bước thứ hai, các em vào mục các khóa học, chọn lớp và chọn môn học để tìm hiểu về các khóa học. Bước thứ ba, các em nạp tiền vào tài khoản thành viên của mình. Có hai cách để nạp tiền. Thứ nhất, các em có thể dùng thẻ cào của Viettel, Mobifone hoặc Vinaphone. Cách thứ hai là chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Và với cách chuyển tiền qua ngân hàng này thì các em sẽ được cộng thêm 10% giá trị tiền nạp. Bước thứ tư, sau khi đã nạp tiền vào tài khoản, các em quay trở lại các khóa học mà các em quan tâm, sau đó chọn đặt mua là có thể học được ngay. Mọi thắc mắc về chương trình, các em vui lòng gọi tới số 0962 951 247 để được giải đáp nhanh nhất. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tới. Đừng quên quay trở lại tuyển sinh 247.com vào đúng ngày 30 tháng 9 năm 2016 nhé.